Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Răng đi, tuổi thơ cay đắng và ba cuộc hôn nhân không hoàn hảo. Ca sĩ một thời làm mưa làm gió với những ca từ thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, có số phận khổ ải không khác gì đứa bé trong ca khúc ấy. Tưởng rằng sau này sẽ được bù đắp, nhưng hết lần này đến lần khác, Răng đi liên tiếp va bấp trong hôn nhân. Răng đi chia sẻ, anh hát bài Nó, ca khúc nói về thân phận một đứa trẻ mồ côi. Chỉ để mong ở nơi nào đó mẹ anh sẽ nghe được tiếng lòng con trai và nhớ lại 40 năm về trước. Tại một cô nhi viện ở Đà Nẵng, vì không chịu nổi áp lực xã hội, bà đành phải bỏ đứa con mang hai dòng máu còn đỏ hỏn trước cổng cô nhi viện. Trong quãng đời ca hát, với nhiều thăng trầm, ca sĩ Răng đi vẫn tiếp tục sáng tác và biểu diễn nhiều ca khúc nói lên tâm sự của những đứa con bị bỏ rơi vì nghịch cảnh như mẹ. Sau cuộc chiến, cùng với sự hy vọng người mẹ sẽ nghe được nỗi lòng của anh, mọi người đều có nhu cầu muốn biết sự thật, Răng đi cũng không ngoại lệ. Nhưng theo nam ca sĩ, dù lỗi lầm lớn nhất của người mẹ là đã bỏ rơi con, thì anh cũng chấp nhận và thứ tha tất cả để trên đời còn có một niềm an ủi lớn lao, có mẹ. Anh tâm sự, sự thật đó cho dù ghê gớm, đau đớn đến đâu cũng chẳng bằng sự thật mà tuổi thơ tôi đã trải qua. Tôi đã chịu đựng được và bỏ qua tất cả những gì nặng nề nhất, thì bây giờ có là gì? Anh còn nhớ những tháng ngày trong cô nhi viện chứ? Từ khi mới lọt lòng, tôi đã được đưa vào cô nhi viện Thánh Tâm ở Đà Nẵng, rồi sống ở đây 5 năm. Đó là những ngày bình yên nhất thời thơ ấu của tôi. Tôi thực sự được sống trong lòng bác sĩ, được chăm sóc tận tình, được yêu thương chiều chuộng như bất cứ đứa trẻ nào. Có lẽ trong kiếp của một đứa trẻ được ăn no, được lo lắng giấc ngủ, được sống trong không gian yên bình, vui chơi cả ca hát, đó chính là thiên đường. Chúng tôi sống như một đại gia đình. Vì vậy những ngày tháng đó tôi chưa có suy nghĩ hay khái niệm nào về người cha hay người mẹ. 6 tuổi anh được có cha, có mẹ và rời cô nhi viện. Hạnh cuộc sống của anh có nhiều thay đổi lớn, rất nhiều, nhưng lại theo hướng tệ đi. Từ cô nhi viện, má nuôi đưa tôi về quê ở huyện Cẩm Hà, nay là Thanh Hà, tỉnh Quảng Nam. Má có 7 người con, trong đó có 5 con trai, nhưng cả 5 người đều chết vì bệnh. Gia đình má nuôi làm nông, cũng nghèo lắm. Về đó, tôi đi chăn bò, làm ruộng. Tôi thường xuyên bị bạn bè trêu chọc về màu da hơi khác biệt của mình. Cuộc sống trong gia đình ba má nuôi có thể gọi là cơn ác mộng với tôi, kéo dài suốt hơn 8 năm, từ 1976 đến 1983, tôi đi chăn bò, không may để chúng ăn lúa hoặc lá khoai của người ta, về thường xuyên chịu những trận đòn chí tử. Má còn nói nếu bò ăn phải một cái lá khoai thì tôi khỏi được ăn cơm và ra đồng mà ngủ. Vì thế nên khi bò lỡ ăn lá khoai của ai, chiều hôm đó cho bò về chuồng xong tôi phải ra đồng ngủ. Có khi tôi đến khu nghĩa địa ngủ lây lất cạnh mồ mả và kiếm củ khoai, củ chuối ăn chống đói. Rất nhiều lần tôi sơ sệnh bị người ta mắng vốn với má. Thế là lại những trận đòn, những ngày ngủ đồng, ngủ mã, đêm hôm mưa gió một mình. Những lần đó má cũng đi tìm, dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ tôi về. Nhưng về đến nơi là tôi bắt đầu hứng chịu một trận lôi đình từ bà. Sống mũi của tôi hiện còn một vết sẹo, đó là lần má lấy một chiếc guốc mộc đánh tôi, gãy cả sống mũi. Có lần bò ăn lúa người ta, họ đến mắt với má. Bà giận dữ đổ dầu hỏa lên đầu tôi, tay cầm mùi lửa và hét lớn, tao sẽ giết mày. Lúc đó, lần đầu tiên tôi gọi má bằng mẹ và quỳ xuống nức nở, con lạy mẹ, mẹ đừng giết con. Vừa van xin tôi vừa chui xuống tấm phản để tránh mùi lửa trên tay má. Tôi chui vào sâu, má không với tới nên thôi không đòi đốt nữa. Nhiều lần lắm tôi cũng không nhớ nổi, vết sẹo đen trên má trái của tôi chẳng hạn. Đó là lần tôi ngu gật khi đang ăn nấu ăn, má nướng cả chiếc đũa bếp ép vào mặt tôi. Vậy còn cha nuôi và xóm giềng, họ phản ứng thế nào khi đứa trẻ bị ngược đãi hành hạ? Khác với má, ba nuôi rất thương tôi. Ông thường xuyên an ủi và khuyên tôi đừng làm gì để người ta rầy ra đến má, kẻo có ngày bị bà đánh chết, ăn gì ba cũng để dành cho tôi. Lần nào tôi bị bánh, ba cũng cạn má, nhưng điều ông nhận được chỉ là lời những mắng chửi thậm tệ từ bà. Tôi cũng không hiểu tại sao hồi đó ba lại sợ má đến thế. Nay ông đã mất rồi, còn xóm giềng, họ cũng che chở khi có thể, nhưng hầu hết không giúp gì được nhiều. Cuộc sống cơ cực như thế chắc anh khó được đến trường. Hồi ở với má nuôi thì không, đến năm 1983, tôi bị má bán cho một gia đình chồng người Hoa, vợ người Việt để lấy 3 cây vàng. Gia đình này có 2 đứa con, một trai một gái, đều nhỏ tuổi hơn tôi. Về đây họ không đánh tôi, nhưng người vợ không bao giờ ngồi ăn chung bàn với tôi cả. Sau này thấy được điều đó, tôi biết thân biết phận nên tự xuống dưới ngồi.
May mắn là họ cho tôi đi học, 12 tuổi tôi đến trường, phải khai tuổi nhỏ lại. Đi học, tôi thường bị bạn bè trêu chọc, nhưng suốt 3 năm học là học sinh giỏi nhất lớp. Hết lớp 3, họ không muốn cho tôi đi học nữa, vì việc học hành của tôi là thêm gánh nặng. Dù lúc ấy rất ham học, nhưng tôi cũng ý thức được chuyện đó nên xin đi làm. Tôi làm cho một hãng xì dầu, ăn ở đó luôn vì có về nhà cũng như không, tìm kiếm được dùng để nuôi sống bản thân mình. Đó là năm 1987 tôi được 14 tuổi. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ mình may mắn thoát được những trận đòn của má nuôi, nhưng sau này mới biết họ mua tôi vì tôi là con lai sắp được đi Mỹ. Họ hợp thức hộ khẩu và các giấy tờ cho tôi để khi tôi đi, họ sẽ được đi cùng. Gia đình này mua tôi từ năm 1983 và nuôi mòn mỏi đến năm 1987, nhưng vẫn không có tin tức gì, họ tính bỏ cuộc, xem như đầu tư nhầm chỗ. Lúc đó họ bỏ mặc tôi muốn sống ra sao thì sống và gần như không có khái niệm về tôi nữa. Năm 1990, sau khi phỏng vấn, tôi được đi Mỹ. Qua đó lại là một câu chuyện kinh khủng khác. Tôi đang tuổi lớn, ăn rất khỏe, bà vợ nói, nếu mày ăn nhiều thế, người ta cắt tiền trợ cấp đấy. Nghe vậy, buồn lắm, nên họp gia đình lại và nói sẽ chia số tiền trợ cấp ra là 5 phần. Tôi được 180 đô và 40 đô tiền thực phẩm. Chúng tôi thuê nhà ở, đó là một căn hộ chung cư có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Vì chủ yếu ở phòng khách nên tôi trả 100 đô tiền thuê nhà, số tiền còn lại để ăn. Điều làm tôi buồn là khi mới qua đây, tôi bị bệnh triền miên nhưng gia đình đó không bao giờ hỏi thăm một câu là bệnh tình ra sao, đã ăn uống gì chưa. Mọi người mà tôi mong sẽ hiểu được là người chồng trong gia đình ấy, nhưng cứ sự lạnh lùng của ông làm tôi thấy sợ. Cả đời tôi khao khát một mái ấm gia đình, mong rằng đến đây đất lạ xứ người, chúng tôi sẽ xích lại gần nhau hơn. Nhưng rất tiếc mọi thứ đã diễn ra như vậy. Từ đó dù ở bên cạnh những người từng sống với mình, nhưng tôi thấy mọi thứ bạc bẽo quá và thực sự thấm cảnh cô đơn trên đất Mỹ. Lúc ấy tôi rất muốn được trở về Việt Nam và đi làm lại. Và rồi một mình tôi bắt đầu tự lập trên đường đời. Tôi chuyển ra ở riêng, làm nghề cắt chỉ, vắt sổ và ủi đồ cho một xưởng may. Mỗi ngày trung bình kiếm được 60 đô, tôi đã làm suốt một năm trời. Nhiều người có sẵn thông tin về cha mình nên sang đó. Nhờ hội cựu chiến binh, họ nhanh chóng tìm được người thân và có quốc tịch ngay. Sau khi đổi họ theo họ cha, họ cũng phải tự thân vận động vì lúc đó hầu hết những người cha ấy đều có gia đình riêng cả. Có người được đi học trở lại, cũng không ít người phải cực nhọc làm lại từ đầu. Dần dần, mọi thứ thành quen và chẳng ai phân biệt công dân nào lai hay không lai.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.